Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán tăng thay lỡ nhé các bạn. Ngày hôm nay mình nói về từ số 0 đến 100 có bao nhiêu số, có hai chữ số. Thì bước đầu tiên mình nói sơ qua về số có hai chữ số trước. Ví dụ như 10, 17, cái số này được gọi là số tự nhiên có hai chữ số. Khi cách 1 các bạn đếm, thì các bạn đếm từ tay phải sang tay trái giúp mình. Từ tay phải sang tay trái nè, 1, 2, được chưa ạ? Cách 2 thì các bạn dựa vào số hàng, Số hàng thì cũng từ tay phải sang tay trái, gồm có hàng đơn, đơn vị. Tiếp theo đó là hàng chục. Vậy số có hai chữ số phải đảm bảo thuộc hàng đơn vị và hàng chục. Ok chưa? Rồi, thì từ số 0 đến số 100 có bao nhiêu số có hai chữ số? Thì cách cơ bản nhất là các bạn dùng phương pháp cách cơ bản đó là các bạn dùng phương pháp liệt kê là cách cơ bản nhất trong bài này. Thì từ 0 nè, thì tới mấy nè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, được chưa? Tiếp theo sẽ là 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tiếp tục như vậy tới 20 đến 29, 30 đến 39, 40 đến 49, 50 đến 59, 60 đến 69, 70 đến 79, 80 đến 89 và 90 đến 99, rồi tới 100. Thì ở đây các bạn phải xác định đâu là số có hai chữ số. Thì những số không phải là số hai chữ số mình bỏ nè, đây không phải. Vậy từ số 10 từ tới số 99, 100 là số ba chữ số, không phải, được chưa? Vậy từ 10 đến 99 có bao nhiêu số? Thì cách thứ nhất các bạn đếm, thì từ 10 nè các bạn đếm nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 số. Thì tương tự từ 20 đến 29 cũng 10 số. Đây 10 số. Vậy có tất cả bao nhiêu cái 10 số ạ? Các bạn đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái 10 số, vậy 9 nhân 10 bằng 90. Vậy từ 0 đến 100 có 90 số có hai chữ số. Được chưa ạ? Đó là cách cơ bản nhất để các bạn giải quyết bài này nha các bạn. Rồi, bạn nào muốn có cách mới hơn, cách nhanh hơn thì bạn comment ở phía dưới, mình sẽ dựng đoạn clip riêng cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn.